chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay tiếp tục ra bãi cây cùng bắt năm mấy cài để câu cây về bãi. Đây là cây tràm, đây là thanh an nha, nó lòi ra cây dài sọc luôn, nó dưới cái gốc rồi. Quá nhẹ nhàng cho ông bắt tài. Một cây. Tiếp tục lóng thứ hai. Bãi cao cẩu cây này, bãi này cẩu khó quá, không có đường nữa. Giờ lôi cây vô nha cả nhà, đường mương. Ủa, lôi vô cực không. Bên kia là người ta xả lúa rồi, đi không có được. Đó, cả nhà thấy không? Bên kia là ruộng mới xả đó, này là khô luôn chứ không có nước. Cả
không xạ là đi đường bên kia quay về rồi. Xe còn bông luôn rồi, mới cúng mùng 2 luôn đó. Xuống hầm rồi. Về vô chú Năm ơi, hai lóng thì dài ạ. Đâu có móc ở ngoài đang mồi rút ra. Rút cái nữa này.
lột xộp. Thảo này không có cứng rồi. Làm lột xộp, lột xộp mẹ lóc. Còn có lóc lỗ không à. Cây không gì là sao vô kéo cả nhà thấy không? Có đường vô là quá mừng rồi. Thu công cây rừng nữa, chúc quay cho cộng ruộng. Khối 2 mét. Rồi, tiếp tục vô. Lóng thứ hai, lóng là dài sọc. Không có chỗ không này. Đâu, lâu nè. Đây là cây bờ lời, mấy cây bự rồi, cây bờ lời để đóng thùng nước mắm ở Phú Quốc á. Bốn năm cây bự bự không? Cá luôn đi, cá luôn. Cá này dài 4 mét hả? Ô, độ 50. Ra luôn, được ra luôn. Lận. Lận. Dài như con rắn luôn. Đây là cụm dây gùi. Hả? Ừ. Cụm dây gùi nè. Rắn á. Bỏ rồi nó bò lên. Gùi, cụm dây gùi. Bò lên tới rắn luôn. Bờ lời không? Đây trồng mấy cây bờ lời không? Để đóng thùng nước mắm. Về Phú Quốc đóng thùng nước mắm.